Mở một lần 46 luôn nè. 1, 2, 3. Ôi thẻ. Mèo xe. Tuxedo. Tuxedo mèo điệu nhảy. Ui xe, skin xe. Skin mèo. Caroline. Hay lắm, không có gì hết trơn. Hey you, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Hôm nay mình làm một cái clip đầy mùi chiên. Hôm nay mình mới mặc một cái áo mới, nên là mình sẽ vào game Free Fire. Mình mở tất cả những cái hòm. Hòm này gọi là hòm gì ta? Để từ từ chuyển cái màn hình đã. Đầu phộng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu hà lan, đầu hũ, đầu ve. Yeah. Hôm nay chúng ta không bắn game ha. Chúng ta cũng không chơi game, mà chúng ta vào trong phần tủ đồ. Chúng ta vào phần hộp. Thì chúng ta có rất là nhiều hộp độc quyền thẻ vô cực. Mặc dù mình biết là mở ra nó không có quý củ cải gì hết, và thậm chí mình để đây nó cũng chật kho đồ thêm. Nên là hôm nay mình quyết định mở 100 cái hòm thẻ vô cực. Wow, hấp dẫn không? Nếu anh em cảm thấy hấp dẫn thì nhớ bấm cho tôi nút đăng ký nè. Nút đăng ký nằm ở đâu vậy? Nằm bên kia kìa, nằm bên kia ở phía dưới. Và nút chuông nữa. Cùng với đó là cho cái video một like nếu cảm thấy like. À đừng quên ủng hộ tôi nha, like lên 20k nha. 20k like thì tôi sẽ tổ chức một cái event cực kỳ lớn luôn. Nhưng bữa giờ không thấy cái video nào lên 20k like hết, là buồn thui thủi luôn. Rồi, thì bây giờ chính xác là mình sẽ mở luôn. À, còn một cái nữa, tí nữa mình sẽ chơi một cái trò phối đồ. Anh em nào thích mình phối đồ theo phong cách gì thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Tí nữa các bạn sẽ biết phối đồ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ mở nha. Đây 46 hòm này. Mở một lần 46 luôn nè. 1, 2, 3. Ôi thẻ. Mèo xe. Tuxedo. Tuxedo mèo điệu nhảy. Ui xe, skin xe. Skin mèo. Caroline. Hay lắm, không có gì hết trơn. Rồi tiếp tục 20 hòm này. Ở hòm này cũng không có gì luôn. Rồi tiếp tục 14 hòm này. Ui, cái gì đây? Oh my god. Hộp ma thuật. Ma thuật tôi có rồi. Tôi mười mấy hộp rồi. Không đổi được gì hết. 30 hộp nè. Tuxedo. Hộp ma thuật tiếp nè. Wow, cả đống hộp ma thuật luôn. Kiểu này chắc là mình dùng hộp ma thuật để đi chọi chó. Thề. Không biết hộp ma thuật để làm gì nữa. Rồi xong. Một nốt nhạc bay hết 100 hộp rồi các bạn ạ. Hơn 100 hộp. Còn bao nhiêu là hộp súng hết. Hộp súng thì mình không cần mở làm gì cả. Một video trong vòng vài phút đã bay hết rất là nhiều hộp. Vô cực luôn. Còn chợ đen làm gì. Rồi, bây giờ đến phần phối đồ. Đầu tiên thì cái bộ đồ mình đang mặc đó chính là bộ đồ sắc ướp. Mình phối đồ giữa cái nón là bóng ma phía tây, cùng với lại là cái mặt nạ này thì không nói rồi, cùng với lại là cái áo của kẻ thanh trừng. Quần thì bóng ma phía tây luôn. Còn dép là samurai lửa đỏ. Thì khi mà các bạn mang cái đôi dép này vào thì nó vẫn giữ cái chân hình cái xương các bạn nè. Đó, cái chân xương nè. Nhìn rất là ghê gớm. Nếu như anh em nào có bộ những bộ đồ như thế này, anh em có thể phối hợp thành một cái bộ đồ xương sọ. Vậy đó. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ phối một bộ đồ khác nha. Yes, còn đây là bộ đồ thầy ép. Đây, cho các bạn xem rõ hơn. Để mà xem rõ hơn thì mình phải làm sao đây ta? Làm sao để mà xem rõ hơn ta? Phóng to như thế nào đây? Ốt ok. Cứ rề. Mô. À đây đây đây, đó. Bộ đồ thầy ép. Thì mình phối với cái đầu trọc nè, đầu thánh phòng tôm nè, cùng với đó là hàm râu nè. Hàm râu thì cái này đợt trước nhận đâu quên, mình quên mất tiêu rồi. Tiếp theo là cái mặt chiêu linh, cùng với đó là cái áo đế vương cổ đại. Và cái quần thần cáo. Các bạn quay cái phần thần cáo này đợt trước ở trong cái phần gì ta, đá chế tác, cùng với là đôi dép samurai lửa, cũng là đôi dép cũ luôn. Đó, thành là thầy S Mobile ha. Nếu anh em nào thích phối đồ giống như vậy thì có thể phối theo mình nha. Tiếp theo, bộ đồ tiếp theo nha. Và đây là bộ đồ theo phong cách chất chơi người dơi. Mình chơi một cái đầu tóc là đầu tóc mãnh sư, cùng với đó là cặp mắt kính thần tượng giới trẻ và áo thần tượng giới trẻ luôn. Cùng với đó chúng ta có hàm râu của mặt nạ kiếm sĩ đường phố các bạn ạ.
đó. Và đôi giày thì các bạn sử dụng đôi giày đen nào cũng được, quần thì các bạn có thể sử dụng quần đen nào cũng được. Đây mình đang sử dụng quần đen độc tài quân sự nè, đó nhìn nó rất là ngầu lòi. Và thậm chí nếu như các bạn nào phối bộ đồ này đi vào trận nha, không đụng hàng luôn, hấp dẫn không? Hấp dẫn. Cho một like. Và nếu các bạn nào yêu thích bộ đồ nào thì nhớ comment ở phía bên dưới. Đồ này mình gọi là đồ bộ đồ chất chơi người dơi, đồ kia là thầy ép, còn đồ đầu tiên là bộ xương đó. Tiếp theo, chắc có lẽ các bạn rất là thích bộ đồ này. Bộ đồ này nhìn nó giống như là một mãnh thú. Đây là cái đầu cọp nè, cái đầu vua hổ nè. Cùng với đó chúng ta sẽ có cái áo trùm trường. Cái áo trùm trường thì nó có cái bộ lông, bộ vest nè, đó. Thấy không, nhìn xịn sò không, nhìn y chang là con hổ luôn, không khác gì cả. Nhìn từ đằng sau giống như là một con hổ hóa thành người vậy các bạn ạ. Cùng với đó chúng ta vẫn sử dụng cái quần đen. Chỉ cần các bạn mặc cái quần đen vào thì nó sẽ hợp với tất cả bộ đồ mà các bạn đang mang. Cùng với đó đôi giày đen thôi, xong. Đấy, đây là bộ đồ vua hổ. Và đây là bộ đồ bác nông dân vui vẻ. Chỉ cần phối cái nón lá vào cùng với bộ râu, cùng với lại là cái áo thầy dạy bơi và cái quần bóng chày. Đó, là các bạn sẽ ra được bộ đồ bác nông dân vui vẻ ha. Kiểu giống như là các bạn muốn cosplay bác nông dân và cô y tá gì đó cũng được. Khi mà các bạn mặc bộ đồ này vào thì kẻ địch nhìn các bạn nhìn rất là, nói chung là rất là xịn sò. Nhiều khi kẻ địch thấy các bạn mặc bộ đồ này đều phải chạy các bạn ạ. Không phải dòng vừa đâu, thử mặc đi rồi sẽ biết. Còn đây sẽ là một bộ đồ siêu cá tính. Đây, nhất là anh em sử dụng cái nón ông hoàng bô gia cùng với lại cái mặt nạ của chiến thần dung nham. Và sau đó anh em thêm cái áo của quỷ đất cùng với cái quần của trai hư nữa. Và đôi giày gì cũng được nha mọi người, miễn là nó màu vàng được. Đôi giày gì đây? Hoàng dạ. Ui, Học viện hoàng dạ hả? Sao nghe lạ vậy ta? Nói chung là nhìn cái bộ đồ này mình cũng thấy khá là thích, tại vì nó mang một tính cách trẻ trung. À, đừng quên chuẩn bị có một bộ đồ mà các bạn sẽ được nhìn lại tiếp theo. Và đây là bộ đồ cuối cùng của mình, đó là đồ thỏ. Đồ thỏ thì phối rất là dễ. Đây là cái bộ đồ mà mình thấy nó hợp nhất trong trong những bộ đồ mà mình đã từng mang. Thứ nhất là cần phải có đầu thỏ. Thứ hai thì các bạn chỉ cần mặc cái bộ đồ chiến binh bí ngô vào, nguyên cây của chiến binh bí ngô luôn nha mọi người. Đấy, thì nó sẽ ra bộ đồ thỏ mà trước đây mình đã từng mang. Rất là xịn sò, rất là hấp dẫn, nhìn nó rất là ngon ăn. Và đặc biệt nó có một cái điểm nhấn, đó là chỉ là cái áo choàng các bạn ạ. Cái áo choàng này khi mà các bạn di chuyển thì nó sẽ có một cái màu sắc, nó rất là bắt mắt. Và kẻ địch nhìn vào nó rất là sợ luôn. Anh em mặc đồ thỏ vào bắn thử một trận game đi rồi sẽ biết. Ghê gớm lắm. Gặp địch là chạy, chạy thì mình nói là ừ mình là thỏ mình chạy. Còn mà mình bắn được nó thì nó sẽ gọi là nó sợ thỏ của mình, thỏ mình là thỏ thành tinh. Kiểu đại loại là như vậy, cho là vậy đi. Và nếu anh em thích bộ đồ nào nhất thì nhớ comment ở phía bên dưới. Và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký và bật nút chuông lên. Mỗi lần mình ra video các bạn sẽ nhận được thông báo. Hôm nay review đến như vậy là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem nha. Và đừng quên chờ đón những video của AS Mobile nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.